Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Quý vị, theo Tân Hoa Xã, nước lũ vượt qua mức cảnh báo vào hôm thứ Bảy trên 5 trạm quan trắc chính của sông Dương Tử, hay còn gọi là sông Trường Giang, chạy từ Tây sang Đông của Trung Quốc vì mưa lớn trong vài ngày qua. Các trạm quan trắc chủ yếu được đặt ở Trung và Lưu sông Tương gần Hồ Động Đình, tỉnh Hồ Nam và ở đoạn sông Tín gần Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây. Theo dữ liệu quan trắc thủy văn do Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc công bố, tính đến 2 giờ chiều hôm thứ Năm, mực nước tại các trạm quan trắc Kỳ Liên Sơn, tỉnh Hồ Nam, Hán Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Hồ Khẩu, tỉnh Giang Tây và Đại Đồng, tỉnh An Huy lần lượt là 34,65m, 26,96m, 19,32m và 15,66m. Trong đó, trạm Kỳ Liên Sơn đạt mức cao nhất lần thứ hai trong 33 năm qua. Các bản tin dự báo chính thức đang cảnh báo rằng sông Ô, một nhánh sông quan trọng của phía thượng nguồn sông Dương Tử, nằm trong tỉnh Quý Châu, cùng với trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử sẽ nhận lượng mưa lớn hơn cho đến ngày thứ Sáu tới, với mực nước được dự đoán sẽ tăng từ 1,5m đến 2,7m. Khi mùa lũ tới, các khu vực ngập nước của Hồ Bà Dương đã vượt qua 3.300 km2 lần đầu tiên trong năm nay, đạt 3.650 km2 vào hôm thứ Bảy, sớm hơn một tháng so với năm ngoái, cũng đã phá vỡ kỷ lục. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949, sông Dương Tử đã trải qua 4 trận lũ lớn nhất tính cả trận lũ hồi năm ngoái. Hồ Bà Dương lần đầu tiên vượt qua 3.300 km2 vào năm ngoái. Mực nước ở Trung và Lưu của dòng chảy sông Dương Tử cũng vượt qua mức cảnh báo, dẫn đến lưu lượng chảy vào hồ dự trữ của đập Tam Hiệp ở mức cao nhất kể từ khi con đập hoàn thành. Dự báo năm nay lại mang đến một mùa lũ đầy thách thức khác do lưu vực sông Dương Tử với khả năng cao xảy ra lũ lụt trong khu vực, nhưng cũng có sự đổi hướng nhanh chóng từ tình trạng lũ lụt sang hạn hán do lượng mưa phân bố không đồng đều theo thời gian và không gian trên toàn bộ khu vực rộng lớn của lưu vực sông Dương Tử. Vừa qua, ông Vương Hiểu Đông, Tổng Chỉ huy Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử kiêm Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc đã trình bày tại một hội nghị về công tác kiểm soát lũ lụt và hạn hán rằng năm nay là năm đánh dấu 102 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản và công tác kiểm soát lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử đóng một vai trò quan trọng đáng kể. Sông Dương Tử là con sông lớn nhất ở Trung Quốc và châu Á và lớn thứ 3 trên thế giới. Tổng chiều dài của nó là 6.363 km. Chạy qua 11 tỉnh, khu vực và thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Thanh Hải, Tứ Xuyên, Tây Tạng, Vân Nam, thành phố Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và thành phố Thượng Hải trước khi đổ vào biển Hoa Đông. Thưa quý vị, vài ngày trước cũng đã xảy ra một trận lũ quét trên sông Đắc Nhĩ, Bố Nhĩ ở thành phố Căn Hà, Nội Mông Cổ, khiến cầu đường sắt bị phá hủy và một số chuyến tàu phải tạm dừng. Tài khoản trên Weibo của Cover News đưa tin, vào thứ Sáu tuần qua, một cây cầu đường sắt ở thị trấn Đắc Nhĩ, Bố Nhĩ, thành phố Căn Hà, Nội Mông Cổ đã bị phá hủy. Toàn cấu trúc tổng thể của cây cầu đã bị sập. Bản tin nói rằng, một trận lũ quét đã xảy ra trên sông Đắc Nhĩ, Bố Nhĩ và đã phá hủy cây cầu đường sắt của tuyến đường sắt chiều Ô dài 34,159m. Được biết, gần đây đã có những trận mưa lớn liên tục ở phần phía Bắc của Đại Hưng An Lĩnh và lượng mưa tích lũy ở thành phố Căn Hà trong khu vực này đã vượt quá 210mm. Theo CCTV, một ngày trước khi xảy ra sự cố, các chuyến tàu khách đi qua tuyến này đã bị tạm dừng. Sự việc này đã khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi. Những tin tức liên quan xuất hiện trên danh sách tìm kiếm hàng đầu của Weibo. Những người chăn nuôi gia súc ở địa phương phát hiện đầu tiên và gọi cho cục đường sắt. Điều này không nên xảy ra. Vài ngày trước, tôi cũng thấy một cây cầu ở Đông Bắc bị cuốn trôi. Rõ ràng, đều là phần móng quá nông, có hơi đáng sợ, may là không có chuyến tàu nào chạy qua. Một cây cầu đường sắt lớn như vậy bị cuốn trôi là cực kỳ hiếm thấy. Kính thưa quý vị, đập Tam Hiệp được lệnh khởi công xây dựng bởi Giang Trạch Dân, kẻ thù ác chính trong đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Từ xưa tới nay, Tam Hiệp, Trường Giang vẫn luôn được coi là long mạch lớn nhất thế giới. Nó nuôi dưỡng mảnh đất Thần Châu trong hàng ngàn năm. Theo phân tích của những bậc thầy phong thủy, việc xây dựng con đập trên dòng Trường Giang đã cắt đứt long mạch của Trung Hoa. Hậu quả là sẽ là những tai họa nối tiếp.
Trước khi dự án xây dựng con đập được triển khai, chuyên gia thủy lợi nổi tiếng Trung Quốc Hoàng Vạn Lý đã nhiều lần viết thư gửi Giang Trạch Dân, kiên quyết phản đối và dự đoán về 12 hậu quả thảm khốc khi thực hiện công trình này. Đến nay, 11 điều dự ngôn của ông đã ứng nghiệm. Chỉ còn điều cuối cùng là bị buộc phải nổ tung đang đợi thời gian. 3 năm trước, con đập vốn đã bị biến dạng khi gặp phải dòng nước lũ lớn chưa từng có từ khi xây dựng, chỉ còn cách ngày đêm xả lũ để không bị vỡ. Hồ chứa Tam Hiệp trở thành quả bom hẹn giờ treo cao trên đầu của hơn 600 triệu người ở 6 tỉnh và một thành phố ở Trung Hạ Du Trường Giang, nằm phía dưới Tam Hiệp như Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải. Mưa lớn tại Vũ Hán vào 2 ngày vừa qua, lượng mưa tối đa là 516,6mm. Đây là lượng mưa trong ngày cao nhất trong các ghi chép lịch sử. Đoạn video được chia sẻ trên Internet cho thấy Vũ Hán mới hết dịch bệnh lại chìm ngập trong nước lũ giống như một đại dương mênh mông. 4 dòng nước lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử, lưu vực Hồ Động Đình, nhánh sông dọc theo các con sông ở Hồ Bắc và lưu vực Hồ Phàn Dương đều tấn công hướng vào Vũ Hán. Nơi đây có thể phải trải qua một trận lụt lớn hơn năm 1998. Cho đến nay, 27 tỉnh thành trên toàn Trung Quốc đều gặp phải lũ lụt lớn, lưu vực sông Dương Tử, lưu vực sông Hoài, Hồ Động Đình, Hồ Phàn Dương, Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô đều ở mức cảnh báo khẩn cấp, mức cao nhất trong thang 4 cấp của Trung Quốc. Bộ Thủy lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc bày tỏ, từ tháng trước đến nay có 438 con sông trên cả nước đã trải qua lũ lụt vượt quá cảnh báo quá mức, trong đó 38 con sông đã trải qua trận lụt lịch sử và hầu hết Trung Quốc đã bị lũ lụt. Chính quyền Trung Quốc thông báo có 41,98 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trên thực tế, hơn hàng trăm triệu người có thể bị ảnh hưởng, lượng mưa vẫn đang tiếp tục. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, từ 10 ngày nay đã có những cơn mưa xối xả ở phía đông của khu vực Tây Nam, Hoàng Hoài, Giang Hán, Giang Hoài, vùng Tây Bắc của Giang Nam và các sông nhánh ở Trung Hạ Du Trường Giang. Một số khu vực khác có mưa rất lớn hoặc vô cùng lớn. Vào lúc 3 giờ chiều hôm thứ Sáu, khi cuộc họp của Ủy ban Quốc gia khai mạc, bầu trời ở Bắc Kinh đột nhiên chuyển sang màu đen, giống như màn đêm, kèm theo mưa lớn, sét đánh sáng lóe cả bầu trời, tiếng sấm nổ vang trời. Một số cư dân mạng đồn đoán trời có dị tượng, tất có sự kiện lớn xảy ra, thường là thảm họa. Lại có người khác bày tỏ đây là lời cảnh báo từ thiên thượng khi người người đều oán hận. Một cư dân mạng khác chia sẻ, vốn bản thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não thành người theo thuyết vô thần, nhưng hiện giờ không thể không thừa nhận. Đây thực sự là tiết tấu dự báo trời diệt Trung Cộng. Từ 8 giờ tối ngày thứ Ba đến 8 giờ sáng ngày thứ Tư, nhiều tỉnh như Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây lóe lên sấm sét mưa bão dữ dội, tổng cộng có 150.000 lần sét đánh, không ít người giật mình tỉnh giấc. Từ 4 giờ chiều ngày thứ Ba đến 4 giờ chiều ngày thứ Tư, Hồ Nam cũng có 34.462 lần sét đánh. Tại Cát An, Phận Nghi, tỉnh Giang Tây, sáng thứ Tư sấm sét đan xen, có cư dân mạng nói, trong 12 giờ mà có 150.000 tiếng sét, chứng tỏ vì oan án và oán hận quá nhiều. Trước đó, khu vực trung tâm thành phố của Trùng Khánh có cuồng phong kèm theo mưa đá, sấm sét vang trời, tia sét rạch ngang bầu trời, nửa đêm mà sáng như ban ngày. Theo Đài khí tượng Trùng Khánh, thời gian đó có đến 9.570 tiếng sét. Có cư dân mạng ở Trùng Khánh bày tỏ lại bị tiếng sét đánh tỉnh giấc, sấm sét ầm ầm, mưa lớn và mưa đá hợp lại, cứ như thể là bom nguyên tử đang nổ bên tai. Còn có người dân thành phố Trùng Khánh cho biết, thời tiết quái dị cực đoan là có liên quan tới cái mà chính phủ gọi là dịch bệnh gia tăng 0%, che giấu dịch bệnh. Nhân loại hiện nay không là việc đáng làm của một con người, làm quá nhiều điều xấu, những người này đã không còn là người nữa rồi. Do vậy, ông trời nổi giận, trời đánh 5 tiếng sét. Từ đầu năm đến nay, Bắc Kinh xảy ra 6 lần động đất với cường độ lần lượt là 5,2 độ, 4,1 độ, 3,7 độ, 3,1 độ, 2,5 độ, 5,6 độ. Bắc Kinh là thủ đô của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dù cường độ không cao nhưng tần suất cao. Thời Trung Quốc cổ đại, quân vương thường coi động đất là cảnh báo cho việc di chính thất đức, nghĩa là thất bại về chính trị. Theo đó, 6 trận động đất liên tiếp ở Bắc Kinh được lặp đi lặp lại, cảnh báo tới các cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, Tân Cương xảy ra hơn 140 lần động đất cấp 3 trở lên. Trong đó có 107 lần là từ cấp 3 đến 3,9, 23 lần từ cấp 4 đến 4,9, 8 lần từ cấp 5 đến 5,9, 2 lần từ cấp 6 đến 6,9 độ. Trận động đất lớn nhất là ở huyện Penjiwat, một huyện thuộc địa khu Khanga.
khu tự trị Tân Cương xảy ra động đất 6,4 độ và ở Vu Điền trận động đất cấp 6,4 độ. Thưa quý vị, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc hiện đang gặp phải gió mạnh lớn nhất trong năm nay, tốc độ gió đột ngột lên cấp 12. Hồ Côn Minh, Di Hỏa Viên ở phía tây Bắc Kinh có xuất hiện thủy triều lớn lần thứ 4. Một ngày sau, có cư dân mạng phát đi video quay ở hiện trường kể từ năm 1884, từ khi Thái Hậu lui về Di Hỏa Viên, đến nay 136 năm, Hồ Côn Minh xuất hiện 4 lần thủy triều cao. Lần thứ nhất là tháng 11 năm 1908, 10 ngày trước khi Từ Hy mất. Lần thứ hai là tháng 6 năm 1916, 3 ngày trước khi Viên Thế Khải chết. Lần thứ ba là tháng 8 năm 1976, khoảng nửa tháng trước khi Mao Trạch Đông chết. Hôm qua, nước Hồ Côn Minh lại dâng lên, không nhẹ Bắc Kinh quả là sắp có đại sự, sắp thay đổi triều đại rồi ư. Hôm nay tại Tây Lâm Hạ, một thành phố cấp huyện của địa cấp thị Tây Lâm Gôn, khu tự trị Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng, cột gió xoáy lớn nối liền trời đất. Những nơi vòi rồng đi qua, cát bụi vật thể bay điên cuồng, dòng khí do gió xoáy hình thành nên cuốn cát bụi lên không trung, che cả trời đất. Cư dân mạng nói, ông trời nổi giận rồi. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.